Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành, và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Rất là mong muốn chia sẻ tới quý vị những cách chăm sóc sức khỏe tại nhà mà chúng ta hạn chế tối đa cái việc đưa thuốc vào cơ thể, bằng cách là chúng ta sẽ tác động vào những huyệt vị trên cơ thể, từ đó thì sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh và tự chữa lành. Thì trong cái nội dung chính của video ngày hôm nay, Khải sẽ chia sẻ, sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta xác định được vị trí và cách tác động vào một huyệt vị. Huyệt vị này là huyệt vị của tâm kinh, là đường kinh mạch nó liên quan và chủ trị trực tiếp ở tim của chúng ta. Tức là nó sẽ giúp quý vị hỗ trợ điều trị được những bệnh lý về tim mạch. Và đặc biệt, huyệt vị này cũng sẽ giúp quý vị cải thiện được những bệnh lý khác như là đau nhức tê bì cánh tay, giúp thanh tâm hạ hỏa và giúp quý vị có được một giấc ngủ ngon hơn. Vậy thì huyệt vị này là huyệt vị nào? Vị trí nằm ở chỗ nào? Thì trong phần sau, Khải sẽ chia sẻ rõ hơn để giúp quý vị có thể có một cái nhìn tổng quát. Trước khi đi vào phần chia sẻ thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Và sẽ không để quý vị chờ lâu, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần nội dung chính nha. Và huyệt vị mà Khải muốn nhắc tới, nó có tên là huyệt vị thiếu hải. Khải có để tên huyệt vị nằm dưới cái màn hình. Quý vị nào có nhu cầu ghi chép, chúng ta có thể bấm dừng, lấy giấy viết ra để ghi chép lại, sau này chúng ta lật ra xem nhanh hơn. Vị trí huyệt vị thiếu hải thì cũng rất là dễ xác định. Nó sẽ nằm ngay cái ngấn của khuỷu tay của chúng ta. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn quý vị có thể vừa xem vừa thực hành theo nha. Đầu tiên chúng ta sẽ giơ cái cánh tay lại và khép cái cánh tay lại như vậy nè. Đây, thì quý vị thấy này, ngay vị trí này, ngay khuỷu tay này, nó sẽ có một cái nếp nhăn đúng không ạ? Nếp nhăn thì cái vị trí mà ngay đầu của nếp nhăn này, ngay cái đầu ngón tay trỏ khai chỉ, đây chính là vị trí huyệt vị thiếu hải nha. Bên phải, bên cánh tay phải cũng sẽ xác định tương tự như vậy. Chúng ta co cái cánh tay lại nè, co sát vào thì ngay khu vực này sẽ hình thành ra một nếp nhăn. Thì đầu nếp nhăn này, chính đầu cái nếp nhăn này chính là vị trí huyệt vị thiếu hải. Thì đây chính là cái huyệt vị của tâm kinh. Tâm kinh là một đường kinh mạch liên quan và chủ trị trực tiếp ở tim của chúng ta, ở tim của chúng ta nha quý vị. Thì Khải tin rằng quý vị nào cũng có thể xác định được cái vị trí này sau khi mà xem Khải hướng dẫn nha quý vị. Vậy thì bây giờ Khải sẽ nói về cái công dụng của nó trước khi mà Khải hướng dẫn quý vị tác động vào đây. Thì huyệt vị của tâm kinh thì cái công dụng đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng biết được là nó sẽ giúp quý vị hỗ trợ điều trị được những bệnh lý về tim mạch nha quý vị, giúp chữa được đau tim. Những cái chứng bệnh về tim mạch như là hở van tim, hẹp van tim, thiếu máu cơ tim, hỗ trợ phòng tránh được cái bệnh lý là đột quỵ tim. Những bệnh lý liên quan đến tim thì khi chúng ta tác động vào đây sẽ giúp chúng ta hỗ trợ điều trị được. Ngoài ra huyệt vị này giúp thanh tâm hạ hỏa. Thanh tâm hạ hỏa tức là những quý vị nào mà gặp phải những vấn đề như là lo lắng ở trong lòng, bất an ở trong lòng và bị bốc hỏa, thì chúng ta tác động vào đây nó cũng có thể là giúp chúng ta cải thiện được. Tiếp theo, do là huyệt vị này này nó nằm gần cái khuỷu tay, nào quý vị thấy nằm gần cái khuỷu tay thì nó cũng có thể giúp quý vị là cải thiện được cái tình trạng là đau nhức khớp khuỷu tay. Khi mà chúng ta cử động như vậy mà đau nhức, hạn chế cái việc mà chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, hạn chế cái việc chúng ta nắm những cái vật dụng ở trong nhà, cầm nắm những vật dụng trong nhà, thì quý vị cũng có thể là tác động vào để mà cải thiện được cái tình trạng đau nhức khớp khuỷu tay. Tiếp theo là huyệt vị này, khi chúng ta tác động vào sẽ giúp chúng ta cải thiện được tình trạng là đau nhức cánh tay. Có rất là những quý vị bị đau nhức tê bì cánh tay này, đau nhức tê bì cánh tay và đau nhức cái bàn tay, đau nhức khớp ngón tay cũng có thể là cải thiện được. Đó thì quý vị thấy rằng chỉ một huyệt vị thôi, huyệt vị của tâm kinh mà nó
có rất là nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta, quý vị nào mà có những cái triệu chứng như Khải vừa nêu, những bệnh lý về tim mạch này, những cái tình trạng như là bị lo lắng bất an ở trong lòng này, và những cái như vậy nó sẽ khiến cho quý vị khó mà có thể có được một giấc ngủ ngon, hoặc là đau nhức tê bì cánh tay, đau nhức bàn tay, vân vân. Những cái triệu chứng như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của quý vị rất là nhiều. Thì nếu có những triệu chứng như vậy thì chúng ta kiên trì siêng năng tác động vào huyệt vị thiếu hải này thường xuyên mỗi ngày. Bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào đây. Thì huyệt vị thiếu hải này quý vị có thể tác động vào một ngày khoảng 2 đến 3 lần là được. Buổi sáng sau khi chúng ta thức dậy này, trong thời gian ban ngày rảnh giờ nào chúng ta tập giờ đó cũng được. Và buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta tập lại một lần nữa nha quý vị. Tập bấm huyệt vị thiếu hải này như thế nào thì quý vị cũng co cánh tay lại như vậy. Chúng ta xác định cái vị trí huyệt vị thiếu hải là đầu múc cái nếp nhăn này, là sau đó chúng ta sẽ dùng ngón tay cái chúng ta ấn ngay vào đây, ấn vào. Chúng ta có thể đưa, sau khi xác định được vị trí, chúng ta có thể đưa thẳng cái cánh tay ra phía trước như vậy để tránh là mỏi tay. Đưa thẳng ra phía trước rồi chúng ta sẽ dùng cái lực của ngón tay cái chúng ta dây vào đây, dây vào. Cái lực bấm vào một cái lực như thế nào là hợp lý, tại vì mỗi người sẽ có mỗi cơ địa khác nhau, không ai giống ai cả, nam và nữ cũng khác nhau. Thì quý vị sẽ có một cái công thức chung như thế này, quý vị hãy bấm vào và cảm nhận được có cái hiện tượng là hơi tê, hơi đau thì quý vị hãy dừng ở mức lực như vậy mà chúng ta thực hiện. Ngày nào cũng bấm như vậy cả, dừng ở mức lực như vậy. Cái hiện tượng hơi tê, hơi đau trong đông y gọi là hiện tượng đắc khí. Tức là khi chúng ta bấm huyệt phải có cái hiện tượng đắc khí thì mới hiệu quả. Còn nhẹ quá không có hiện tượng này thì sẽ không hiệu quả. Còn tác nhiên mạnh quá thì lại không có tác dụng. Đôi khi làm bầm tím cái khu vực chỗ này, không tốt cái sức khỏe của chúng ta. Thì quý vị hãy tự cảm nhận, mỗi người sẽ tự cảm nhận, bấm vào một cái lực vừa phải để đủ chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí. Chúng ta dây khoảng 2 đến 3 phút. Chúng ta dây này, hoặc là chúng ta sẽ vỗ. Vỗ huyệt cũng là một thủ pháp để đã thông huyệt vị mang lại hiệu quả cao. Quý vị có thể dùng những ngón tay của mình này, những ngón tay chúng ta khép lại như vậy và chúng ta sẽ vỗ vào đây này. Đó, xác định cái huyệt vị thiếu hải và vỗ này. Đó, chúng ta sẽ vỗ như vậy, một cái lực cũng vừa phải thôi quý vị, không nhẹ quá cũng không mạnh quá, tùy theo cơ địa của mình. Chúng ta cảm nhận chúng ta vỗ như vậy, vỗ khoảng 20 đến 30 cái liên tục như vậy. Đó, tác động huyệt vị thiếu hải bên trái xong, chúng ta tác động huyệt vị thiếu hải bên phải. Có thể dùng tay vỗ, hoặc là quý vị nếu mà cái bàn tay của chúng ta nó yếu, đặc biệt là những quý vị cao tuổi, thì chúng ta sẽ dùng những cái dụng cụ ở trong nhà của mình có cái cấu tạo giống như vậy cũng được này. Này, có cái búa massage có thể mua ở chợ, hoặc là quý vị mua cái dụng cụ chuyên dụng là cái búa lớn này. Đây chính là cái búa lớn, đây là cái dụng cụ chính hãng. Thì quý vị nếu mà có nhu cầu thì liên lạc với Khải cung cấp. Chúng ta sẽ vỗ ngay vào cái vị trí huyệt vị thiếu hải này. Đó, chúng ta cũng sẽ vỗ một lực vừa phải. Đó, chúng ta có thể có thời gian, chúng ta có thể vỗ khắp tất cả những vị trí trên cái cánh tay của chúng ta, mặt trong, mặt ngoài. Tại vì trong đông y, quý vị biết rằng có đến 6 đường kinh mạch đi qua cái cánh tay của chúng ta. 3 đường kinh âm ở phía trong này, ví dụ như là tâm kinh, tâm bào kinh. Đó, còn những đường kinh dương đi phía ngoài này nữa. Quý vị nếu có thời gian chúng ta sẽ vỗ khắp như vậy thì sẽ giúp giúp khí huyết được lưu thông. Khí huyết trong 6 đường kinh mạch này được lưu thông. Từ đó thì sẽ giúp chúng ta, giúp cơ thể chúng ta phòng tránh được rất là nhiều những bệnh lý. Ngoài cái việc là chữa được cái chứng là tê bì cánh tay thì cũng giúp chúng ta phòng tránh được rất là nhiều bệnh lý về tim mạch, về đại tràng, về ruột non, về phổi nha quý vị. Chúng ta sẽ vỗ khắp như vậy, đặc biệt là ngay cái khuỷu tay này. Khu vực này có những cái huyệt vị rất là quan trọng như là xích trạch, khúc trạch và thiếu hải. Thì đó, quý vị hãy tác động, hãy vỗ như vậy khoảng 20 cái đến 30 cái. Và ngoài cách là vỗ thì quý vị có thể là dùng những cái dụng cụ khác như là cây đũa inox này, hoặc là những cái gỗ, những cái vật dụng mà có cái cấu tạo là tròn xoay và trơn láng ở nhà của mình, như là cái đầu mút của cái bút bi chẳng hạn. Cái đầu mà bấm bằng tay á, bút bi nó sẽ có hai đầu, là một cái đầu viết
và một cái đầu phía trên là bấm. Thì cái đầu bấm đó nó trơn láng thì quý vị cũng có thể dùng cái đầu đó để chúng ta dây vào huyệt vị nha. Hoặc là quý vị dùng cái loại này là cây dây huyệt. Đây cũng là một cái dụng cụ chính hãng của diện chẩn. Một đầu là dây này, đầu này nhỏ và cái đầu này là lớn. Đầu này là sẽ dây vào những cái khu vực lớn như là lưng, bắp đùi, vân vân. Chúng ta cầm giống như cầm viết vậy nha. Và chúng ta sẽ dây vào cái vị trí huyệt vị thiếu hải này. À, chúng ta có thể chấm thêm một tí dầu nóng để tăng cái hiệu quả. Đây quý vị. Này. Ở nhà quý vị có thể dùng bất kỳ loại dầu nóng nào cũng được. Chúng ta chấm một lượng vừa đủ và dây vào ngay huyệt vị thiếu hải này. À, chúng ta cũng sẽ ấn một lực để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí và dây khoảng 2 đến 3 phút. À, dây huyệt hoặc là dùng cây này là giò cầu gai. Giò cầu gai này nó sẽ có một cái đầu gai này lăn. Chúng ta cầm như vậy này, lăn ngay cái vị trí này. Thì đây cũng là một cái cách đả thông huyệt vị mang lại hiệu quả cao, đồng thời mang lại cho chúng ta cái cảm giác rất là dễ chịu. À, quý vị có thể dùng cái đầu gai này để lăn tất cả những vị trí huyệt vị trên cơ thể của chúng ta. Đó, những huyệt vị ở gần cổ tay, khuỷu tay, ở sau cổ vai gáy, tất cả những vị trí dưới chân đều có thể dùng cái đầu gai này lăn được. Đó, lăn rất là dễ chịu và đả thông huyệt vị cũng là mang lại hiệu quả cao. Ngoài những cái dụng cụ như vậy, quý vị cũng có thể là dùng cái máy sấy tóc ở nhà. Cái máy sấy tóc ấy, chúng ta thổi cái hơi nóng vào khu vực này, tức là chúng ta sẽ đả thông huyệt vị là bằng nhiệt. Dùng máy sấy tóc thổi hơi nóng vào, hoặc là dùng ngải cứu. Ngải cứu thì quý vị có thể tìm mua bất kỳ ở chỗ nào, hoặc là liên lạc với Khải cung cấp này. Đây chính là cái gói ngải cứu. Những cái điếu như vậy thì một gói là 10 điếu. Sau khi quý vị mua về, chúng ta lấy ra một điếu này, chúng ta rút cái tâm tre phía trong ra và thắp đỏ lên bằng cái bật lửa khò hoặc là bằng bếp ga để nó cháy nhanh hơn. Sau khi nó cháy nó đỏ lên rồi thì chúng ta cầm giống như cầm viết, cũng là cầm ba ngón tay và ngón tay út đưa ra để tì vào cái tay. Sau đó chúng ta sẽ hơ sát vào huyệt vị thiếu hải. Chúng ta hơ gần mà nóng quá chúng ta nhấc ra, rồi chúng ta lại hơ vào, làm liên tục như vậy trong khoảng 5 đến 15 phút. Chúng ta cũng sẽ làm khoảng 2 đến 3 lần. Và chúng ta đều làm cả hai huyệt vị nằm trên hai cánh tay. Nếu mà quý vị sợ bỏng da thì có thể sử dụng cái dụng cụ này, chính là cái ống hơ ngải cứu. Thì quý vị nó cũng sẽ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có cây sắt ở phía trong cắm vào điếu ngải này, rồi thắp đỏ lên, rồi lại cắm đưa vào cái ống sông này. Đó, đưa vào đến nửa cái lỗ nhựa này là được nha quý vị. Và sau khi như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Và chúng ta cứ đặt vào chúng ta hơ, thì nó sẽ có cái này, nó cố định khoảng cách của ngải cứu với da, thì nó sẽ không bao giờ sợ bỏng. Những quý vị nào bị đau nhức xương khớp dùng cái này rất là hiệu quả. Và đau lưng này, đau cứng cổ vai gáy dùng cái này cũng rất là hiệu quả. Chúng ta có thể tự đưa ra phía sau để mà chúng ta giảm đau mà không cần phải nhờ đến người thân của mình. Tại vì dùng ngải cứu á, cái nguy hiểm là nó sẽ rất là bỏng da, dễ bỏng da. Những cái khu vực nằm phía sau lưng thì chúng ta không thể mà với tay ra để hơ ngải cứu được. Bình thường là chúng ta nhờ người thân. Còn nếu mà quý vị sợ phiền người thân, chúng ta có thể dùng cái này để tự hơ. Đó chính là những cách mà Khải vừa chia sẻ để chúng ta tác động vào cái huyệt vị thiếu hải này. Bây giờ thì Khải xin tóm tắt lại một lần nữa. Vừa qua thì Khải đã chia sẻ cho quý vị cách chúng ta xác định vị trí và tác động, những cách tác động bằng tay, hoặc là sử dụng những cái dụng cụ có sẵn ở trong nhà, hoặc là sử dụng những dụng cụ chính hãng chuyên dụng của diện chẩn, hoặc là dùng máy sấy tóc, dùng ngải cứu để mà chúng ta cứu vào vị trí huyệt vị thiếu hải này. Thì cái công dụng thì Khải cũng đã nhắc ở đầu video, nó sẽ giúp quý vị hỗ trợ chữa trị được những bệnh lý về tim mạch. Ngoài ra những quý vị nào mà có những triệu chứng như là đau nhức cánh tay, tê bì cánh tay, đau nhức bàn tay, hoặc là bị lo lắng bất an trong lòng, mất ngủ hay mơ, thì quý vị có thể là kiên trì tác động vào huyệt vị thiếu hải này. Thì Khải tin rằng trong một thời gian ngắn, những triệu chứng như vậy nó sẽ dần dần được biến mất và những bệnh lý của quý vị sẽ được cải thiện. Nên quý vị mà chúng ta không cần phải lo về cái tác dụng phụ gì cả, tại vì đây là một cái phương pháp rất là lành tính, không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Và đó là những thông tin mà Khải muốn chia sẻ tới quý vị. Rất là hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích đến quý vị, và Khải cũng rất mong cái sức khỏe của quý vị sẽ càng ngày càng được cải thiện, quý vị sẽ có được một sức khỏe tốt và có được một cuộc sống thật là ý nghĩa. Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì có thể để lại dưới phần bình luận của video.
Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp. Nếu có nhu cầu mua những dụng cụ này, như là cây búa lớn để vỗ huyệt này, rồi là cây dây huyệt này, cây giò cầu gai này, ngải cứu cũng như là cái ống sông ngải này, thì để mà chúng ta chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình, thì có thể là liên lạc với Khải thông qua cái số điện thoại Khải đã dưới màn hình. Giờ hành chính quý vị có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại này, còn ngoài giờ hành chính buổi tối thì quý vị có thể đặt hàng thông qua Zalo, tức là nhắn tin vào cái phần mềm Zalo đấy, phần mềm Zalo hoặc là Viber, cũng là cái số điện thoại này. Quý vị vào Zalo tìm kiếm cái số điện thoại này thì nó sẽ ra cái Zalo là Khải Tự Chữa Lành, và quý vị vào, quý vị nhắn tin thì sẽ có nhân viên trả lời, sắp xếp trả lời sớm nhất và giao những dụng cụ này sớm đến cho quý vị. Bây giờ nếu như có thời gian thì Khải xin phép quý vị là dành ra một tí thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông, để khi nào mà Khải ra video thì nó sẽ thông báo đến quý vị sớm nhất và hoàn toàn là miễn phí. Bây giờ thì Khải xin tạm dừng video tại đây. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.